vật nào sống. Rồi, cô mời bạn Thánh Ngọc nè. Thánh Ngọc nói cho cô biết trong rừng có những con vật. Chim. Con cáo. Con gì nữa? Con bò rừng. Rồi, bạn nào biết nữa? Cô mời bạn Huy. Trong rừng có con voi, con ngựa, con sư tử, con chó. À, giỏi ghê. À, cô mời thêm một bạn, cô mời bạn Phương Nam. Các bạn rất giỏi, cô khen các bạn nào. Cô hỏi các con một câu nữa. Ở trong rừng, các con vật ăn thích ăn gì? Cô mời bạn Uyên. Con voi ăn mì. Cô mời Vy. Cô mời bạn Hằng. Rồi con hổ thì nó ăn cái gì? Con hổ ăn con vật khác. À, con hổ ăn một con vật khác. Vậy cô đố lớp mình một câu nữa nha. Dạ. Trong rừng sâu, con vật nào được mệnh danh là vua của rừng xanh? Con mời bạn Hiếu. Con hổ. À, bạn Hiếu nói con hổ. Đúng không nào? Ai biết nữa? Cô mời con. Con sư tử. À, con sư tử là con vật được mệnh danh là vua của rừng xanh đó các con à. À, con sư tử nó có cái dáng rất là oai phong nè. Nó có một khi nó cất tiếng gầm lên là các con vật khác là khiếp sợ nè. Cho nên là con sư tử được mệnh danh là vua rừng xanh. Hôm nay các con có thích cùng cô đi vào rừng để khám phá những điều kỳ diệu trong khu rừng không? Dạ. À, bây giờ cô mời các con cùng đứng lên chúng ta đi vào rừng nha. Dạ. Đoàn kết, đoàn kết. Kết cho cô ba nhóm. Rồi, trật tự. À, cô Ly nói nhỏ với các con một điều nè. Các con các chú đang quay rất đẹp trong TV. Các con không được giành nhau. Cô Ly dặn rồi. À, bắt đầu ha. Chú ý, chú ý. À, trước khi vào hội thi, đề nghị các đội hãy chọn ra các con vật đại diện cho đội mình, sao cho các con vật tương ứng với tiếng trống khai hội và lấy đúng hệ chữ số. Đội nào làm nhanh và đúng, đội đó được ghi điểm. Các đội chú ý chưa? Dạ. Bây giờ tiếng trống bắt đầu. Đếm xếp ra, xếp ra. Xếp hàng thẳng quay nè, đếm xem nè. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 con sư tử. Số 5. Con dơ lên, con dơ lên. Số 5. Số 5. À, lớp đếm nè. 10 điểm. Yeah. Ngày xưa, ngày xưa, trong rừng sâu có một tục lệ là cứ đến mùa xuân đến là các con vật lại tổ chức một cuộc thi rất là lớn để tìm ra con vật nào khỏe nhất, giỏi nhất. Và năm nay cũng vậy, mùa xuân đang đến và vua sư tử cũng cho tổ chức một hội thi để tìm ra con vật tài giỏi nhất trong năm 2015. Các con có thích đến xem hội thi này không? Dạ. À, bây giờ cô mời tất cả chúng ta cùng nhìn lên đây. Và lần thi thứ nhất, con vật nào sẽ dự thi đầu tiên? Các con cùng nhìn nha. Nhìn xem, đội thi thứ nhất là đội thi gì đó con? Voi có bao nhiêu con dự thi? Ai cho cô biết
con cùng mẹ. Năm con voi, bớt đi hai con voi, còn lại ba con voi. Ba con voi. Năm bớt hai còn ba. Năm bớt hai còn ba. Bây giờ cô đi. Muốn cho đội voi trở về số lượng năm thì mình phải làm gì cho con nhỉ? Thêm vào mấy? Hai. Mình thêm vào hai con nữa. Như vậy là bây giờ đội voi có tất cả bao nhiêu con rồi? Ba. Ô, tất cả các con rất là giỏi. Và đội đi thứ hai là đội nào? Bây giờ các con hãy tất cả các máy nhìn lên đây nha. Lần thi thứ hai, đội đi thứ hai là đội gì đây các con? Đội hổ. Vậy thì đội hổ đến hội thi dự thi được bao nhiêu chú hổ? Ba. À ba, cô mời cả lớp cùng đến nào. Một, hai, ba, tất cả là hổ. À nhưng mà vua sư tử là yêu cầu mỗi đội là phải có bao nhiêu? Mấy con? Năm. À năm con, như vậy đội hổ đã đủ chưa? Dạ chưa. Đội hổ còn thiếu. Vậy ai giúp cô và lên làm cho đội hổ đủ số lượng là năm này? Cô mời, cô mời bạn Tâm Anh nào. À như vậy là đội hổ bây giờ đã được bao nhiêu con hổ rồi? À lúc đầu là ba con hổ, thêm là được 5 con hổ. Các con cùng nắm cô nè. 3 thêm 5 và 3 con hổ bắt đầu đã có mặt. 5 con hổ đã có mặt đầy đủ và đội hổ bắt đầu cử các con hổ đi thi. Xem nữ bao nhiêu con hổ bắt đầu đi ra thi nha. Bao nhiêu con hổ đi thi các con? 3. À như vậy đội hổ còn lại mấy con? 2. 5 bớt 3 còn mấy? Bây giờ 5 bước 3 còn 2. Bây giờ muốn cho đội hổ trở lại số lượng 5 thì mình lại thêm 3. À thêm 3. Và sau khi đội hổ đã múa rồi nè, múa vỏ nè, thi xong đội hổ trở về. Xem bao nhiêu con hổ trở về nè. Rồi như vậy là 2 thêm 3 bằng 5. Các con cùng đọc cho cô. 2 thêm 3 bằng 5. Các con biết không, hội thi năm nay là nhiều đội về tham dự và các con tiếp theo, đội tiếp theo các con xem là đội nào dự thi nha. Đội gì đây? Đội cho một tràng vỗ tay không cô, đội sư tử đến tham dự nha. Có bao nhiêu chú sư tử? Ba. Có bao nhiêu sư tử đội dự thi nè? À các bạn đến cùng cô nè. Yeah.
đâu rồi. Rồi ta ba kết bằng kết kết thành ba đội. Số mấy đây? Số 2.
Rồi, 2 bớt 1. Con mấy? Con 1. Rồi, bây giờ đưa số mấy lên? Số 1. Rồi, con mẹ lên đây. Rồi, 1 bớt luôn nào. Như vậy là... Rồi, bây giờ các con cùng chỉ bà nè. 1.
đồ của Yên, tất cả các lớp nhìn lên đây. Đồ của bạn Yên thêm đủ mấy con sóc? Đếm xem đủ 5 con sóc chưa? Tất cả là cả lớp cùng đếm, cả lớp cùng đếm. Rồi đếm xem. Đủ, bây giờ đếm xem số gấu nè, đếm to lên nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 147, 148, 149, 150,